nghĩ sao con anh mà em đòi bỏ? Con nào cái gì? Con nào ai? Đồ mai ơi! Ơi! Ok, và trước khi vào clip ấy, thì Hải là muốn giới thiệu cho anh em một cái app để kiếm tiền trong mùa dịch này, là cái app đầu tư tài chính tên là Binomo. Thì anh em nào có quan tâm thì anh em xem, còn anh em không quan tâm thì anh em có thể là tua qua cái đoạn này để xem một cái video. Thì cái app này thì đầu tư trên chính cái điện thoại của mình. Ok, và cái màn hình giao diện này thì nó nhìn rất đơn giản thôi, nó rất là dễ hiểu cho những người mới tập đầu tư. Đó. Thì màn hình giao diện này thì có cái biểu đồ là tăng và giảm. Thì mình có hai cái cách để đầu tư, đó là mình dự đoán tỷ số tăng hay giảm. Thì đây là mỗi người chơi khi mà mới vào Binomo sẽ có một tài khoản demo và tài khoản lưu. Đây, tài khoản demo thì các bạn sẽ được tặng 23 triệu. Thì tương đương hơn 1.000 đô thì mình đã chơi thử và mình cảm thấy thành thạo rồi, thì mình đã sử dụng tài khoản lưu. Và mình trong tài khoản này thì mình có 12 triệu. Đây. Thì trước khi các bạn đầu tư ấy thì các bạn ấn vào cái tài sản đó, các bạn ấn vào đồng euro với đồng USD, cái tỷ giá cao nhất đó. Thì các bạn mình bây giờ đầu tư cho các bạn một lần nhá, đầu tư từ trước là 2.3 triệu, và mình đang cảm thấy cái biểu đồ nó đang đi lên, thì mình sẽ dự báo là mình sẽ đầu tư vào 2.3 triệu. Nếu mà mình đoán đúng biểu đồ đang đi lên, dự đoán được đúng thì mình được 4.232.000. Và cái này thì cách tập tiền rất là đơn giản thôi, các bạn cứ ấn vào cái bục nạp thêm này thì có liên kết với Momo này, rất là nhiều ngân hàng như Techcombank, Sacombank hay là Agribank, rất là nhiều ngân hàng ở trong này, là mọi người thoải mái. Và trước khi mọi người đầu tư thì mọi người nhớ để ý và quan sát kỹ và tìm hiểu đủ kiến thức mọi người mới đầu tư nhé, về bất kỳ cái sàn tài chính nào hay là bất kỳ cái đầu tư tài chính nào cũng đem lại rủi ro, nên là mọi người nhớ tìm hiểu kỹ cho đủ kiến thức rồi mọi người hãy đầu tư nhé. Đó, còn bây giờ thì mình chờ kết quả đây. Đó, mọi người thấy biểu đồ đang tăng rất là nhanh. Rồi, và mình đã thu nhập được 4.232.000. Đó, rất là đơn giản. Ok, và ai có quan tâm về cái Binomo này và muốn tải app về đầu tư thì Hải có ghi mở link ở dưới cái phần mô tả đó. Mọi người ấn vào cái phần mô tả sẽ có cái link Hải ghi ở dưới là Binomo. Và mọi người nhớ theo dõi cái Instagram của Binomo, Hải có ghi ở dưới đó luôn. Thì để theo dõi cập nhật những tình hình và có rất là nhiều cái kiến thức bổ sung cho mọi người dành cho ai mới tập đầu tư tài chính. Và chúc mọi người kiếm tiền thành công, vui vẻ trong một dịp này. Hello, xin chào mọi người, quay trở lại với tập tiếp theo của kênh YouTube Vũ Quốc Hải Official nha. Thì thời gian gần đây thì Hải ít ra video trên này, nhưng mà thời gian tới Hải sẽ thường xuyên ra video nhiều trên này hơn. Mọi người nhớ subscribe cái kênh phụ của Hải nhá. Đó. Thì giống như anh em hôm nay có cái trò chôn mới. Đấy. Hôm nay đây là em Phương Lan, tâm hồn to. Thì em này đã từng xuất hiện trong cái tập mà mình dạy bơi ở hồ bơi ấy. Đấy, hôm nay là anh em mới thì em cũng hay lên đây chơi. Đấy, thì nói chung là Trang với Lan nó biết nhau. Hôm nay có cái gần đây như thế này. Thì nó bảo là hai đứa thì hú ý ngồi trong phòng để thử lòng con vợ mình, con Trang nó về xem thử lòng nó như nào. Thì hôm nay là mình có gọi đây, đau lưng béo gì? Đứng dậy, đứng dậy, mày làm gì mày đau lưng? Sao? Hôm nay là có Mạnh còn Jin. Đấy. Hello sir, tất cả anh em nha. Rồi bây giờ Mạnh sẽ đứng đây là làm chứng. Đấy, lỡ may nó cầm dao nó dí tôi thì thằng Mạnh nó còn làm chứng nó bảo kê được. Đấy, thì có gì mà nó tính nó đánh tao thì là cái gì nó kê tao nhá. Yeah. Tí em phải hung hăng lên nghe chưa? Hung hăng lên. Cứ hung hăng như em là một con tiểu tam, em cướp chồng người khác luôn. Đi tí chưa? Đấy, còn lại cứ để lo. Có gì thì hai đứa mình chết chung. Lo. Bây giờ mình phải xuống dưới để nó xem bây giờ nó về chưa. Xuống dưới xem nó đi, nó về chưa. Sao anh về hay vậy? Sao anh không nói lại câu nào? Bây giờ 3 tháng này mới nói anh câu là sao? Ôi trời ơi! Mà em mới có là em thử tính mở, nhưng mà sau đó em không tính mở thì em... để... Nghĩ sao con anh mà em đòi bỏ? Thì nó hôm nay mua siêu âm rồi, là cũng hôm 3 ngày hát siêu âm là con trai, nên là em nghĩ là em cần phải nói cho anh biết. Con trai? Mà sao thì mấy mẹ em lên ăn em cứ ngồi em ngén thôi mà
mà đến mình mới có nắm tay nhưng mà lại sao lại có rồi. Nhưng mà công nhận để nói các thứ thế này, công nhận là không nói gì. Em kiểu em làm thì em vẫn cảm thấy nó quái cảm lắm chàng. Ủa chị lâu lắm rồi đấy nhé. Cứ như là sau cái thời gian là suốt ngày ngày kia luôn quát tháo chửi với anh có biết là vừa rồi đấy, 2 tháng rồi đấy, mấy hôm rồi đấy, anh cho chàng ở nhà ấy, anh quyết định đi đi hôn với mà người thương con ấy. Mà tại sao bây giờ em mới nói là anh không bầu? Trời, anh bực cập thể luôn, mà con trai đấy chứ. Thôi thế này, bây giờ là để anh thời gian nữa đi. Bây giờ Trang mới đẻ xong thì cũng 5 tháng rồi. Thực sự là thì Trang thì suốt ngày quan tháo bắt chồng thế này thế kia, lại là con gái đấy chứ. Anh là con trai, anh thì là con trai cả. Thì anh cần một cái đứa con trai nó nối dõi con đường ấy. Thế bây giờ để anh xử lý với Trang thời gian đi. Nghĩ là bây giờ gọi cho tôi về. Em muốn có một cái danh phận chứ em không có muốn kiểu như là mình cứ sống tạm dân thế này, tại vì rồi đây á là bầu cũng sẽ lớn lên thì em muốn có một gia đình. Em cũng nghĩ là anh nên bán nhà hoặc là giải quyết nhanh gọn với Trang để mà vì cái nhà đứng tên anh rồi, Trang đứng tên cá nhân không đứng tên hộ gia đình. Thế là Trang không có tài sản gì coi gì ở trong đây hết. Trang đi là một phát một là ly hôn là anh cho ra khỏi nhà thôi, tay trắng. Thôi bây giờ thực sự anh cũng hết tình cảm rồi. Cho dù con đi 4 năm thanh xuân vậy, nhưng bây giờ không thể hiểu. Đến cái chuyện chăn gối cũng không hợp nữa. Lúc nào cũng khó chịu ngoài kia. Thì em cũng biết đấy, mấy tháng nay anh cũng buồn, may mà có em ở bên. Rồi em cũng an ủi chăm sóc cho anh. Đấy, thì may ra thì anh có ấy như vậy. Nhưng mà bây giờ này, thôi để bây giờ em ở đây tạo thời gian, em cứ đợi đến đi chơi như bình thường nhá. Ăn uống như bình thường, không biết cái chuyện gì cả. Rồi em cứ nghỉ ngơi bình thường rồi anh về xử lý nó. Chỉ là anh đuổi tống cũng không ra khỏi nhà luôn. Cho nó biến luôn. Mày làm cái gì? Mày làm gì? Đồ má ơi! Đây, không nói chuyện nữa. Ngồi im đây. Tại sao mày chưa lại mang theo? Bao lâu rồi? Con kia bao lâu rồi? Bỏ lại. Anh bỏ với em này. Anh hết tình cảm em rồi. Em yêu anh mà em không chịu anh cái gì cả. Em suốt ngày bắt anh thế này kia. Anh đi kiếm tiền mà em còn bắt hát hò hay hại hại anh. Cách đây mấy ngày em còn đá bài phốt anh nữa. Anh không chấp nhận được. Vợ chồng với nhau có cửa vào nhau. Mà bây giờ anh không có cảm hết tình cảm em rồi. Không hợp nữa. Bây giờ. Chịu gì hả? Bây giờ anh thương ra rồi. Chịu gì nữa hả? Anh thương Lan rồi, bây giờ anh thích tình cảm em rồi. Anh thương này đúng không? À, anh thương Lan rồi, anh hết tình cảm em rồi. Bây giờ chắc chưa? Hàng tháng này sẽ chu cấp cho con. Em thích 10, 15, 20 triệu. Trong một cuối cùng rồi nhá. Cuối cùng cái gì? Cũng bỏ đúng không? Tôi cũng bỏ từ lâu rồi, mấy tháng trước rồi, tôi không muốn nói. Tôi mới để con, tôi không muốn nói. Chắc chưa? Chắc. Xíu xuống. À. Bây giờ anh ngồi đây, Lan ngồi im đấy. Bây giờ Lan ngồi xuống đây. Mày mày to mồm ngồi đấy. Vợ cả ngồi im, vợ bé ngồi đây. Tao ngớt rồi. Ngồi im, anh nói chuyện. Nói bây đi. Giờ, nói bây đi. Giờ có sao? Châm ngôn của anh, Lan nữa chưa? Lan chỉ có cưới thêm vợ, chứ anh không bao giờ bỏ vợ. Tham lam. Vậy em có chấp nhận không? Giết luôn đi rồi thêm cút thì đéo bao giờ có khái niệm mà tao cần phải có khái niệm mà tao cũng vậy. Tao mà không mang bầu á là tao không sợ xảy không. Cha của tao là mày chết với tao rồi. Giờ thích con trai đúng không? Im mồm. Giờ thích con trai đúng không?
thích đấy, ngồi im đấy. Thích đúng không? Mày ơi, đúng không? Xuống đây, ngồi về đây. Mày, đứng lại đi. Tao bao mặt, không phải đứng, ngồi xuống cho tao. Tao nói bây giờ hai mặt mày phải nghe, đứa nào bị mà đứa này tao đạp chết luôn đấy. Đùa tao à? Đây tao nói này, con tao không thể phá được. Con anh, vợ anh không thể bỏ được. Nghe chưa? Anh nói nguyên gõ vậy. Anh xin lỗi vì nói em bằng tao được chưa? Anh em bằng Hoàng được. Bây giờ lỡ Lan có bầu rồi thì không thể giết con mình được, phải để Lan nó nuôi. Không phải con tôi. Không phải con tôi thì Trang tự. Thì Lan phải lo nuôi, anh có trách nhiệm chu cấp. Chứ bây giờ không thể nào anh bỏ. Yêu hay không yêu, anh đã yêu cả hai được chưa? Bây giờ anh yêu cả hai được chưa? Người đàn ông tham lam chính là anh. Người đừng nên nói nữa, anh hãy quyết định đi. Một là anh yêu mình em, lỗi lầm xưa em bỏ qua còn không hay. Bước bên người ta, người đàn ông tham lam. Không đang nghĩ được hay gì nữa, bây giờ của mày nó bỏ ra. Nghe thế là bỏ nha. Bỏ ra, thấy không? Bỏ ra, ngồi đi. Đừng có động nữa, tay nó còn tay chứ mày. Xuống đi. Người bảo vệ lắm không? Cả nó mày lắm bộ, người ta tập bởi luôn hết. Chồng tao phải nghe nhà làm con lóc. Mẹ ơi, bây giờ mẹ bố con đủ với hai con nữa. Gào mày lắm phải thay đổi này. Bây giờ nói này này. Thì cả ba đôi mày thì em vẫn thương em thật lòng. Qua thời gian bố bì ấy, em có sai của anh thì em không thể bù đắp được cái chuyện ăn bố cho anh. Mày đi đâu vậy? Thì Lan hỗ trợ. Không chứ? Không ạ, thì Lan bù đắp cái khoản đấy. Thì em có sai hay là mày sai? Nhưng bây giờ lỡ Lan có bầu rồi, không thể bỏ Lan được. Và đúng là con của anh, và cũng là em của dâu. Em con mình, không thể từ chối được, không thể cãi được. Cô chắc hẳn hơn, bây giờ Lan còn có bầu. Thì cũng phải cần có một người chăm sóc, một người đó của anh. Bây giờ, anh chọn cả hai. Mày đây là trông làm sao anh? Vui á. Ngồi xuống đi. Đấy, ngồi xuống. Đấy thì sau khi mà tôi chứng kiến cái gọi là cái phi vụ này thì tôi sẽ như này có ý kiến là thôi thì cái gì nhỉ? 246 357. Ừ, cứ vậy mà sắp xếp. Anh cũng mưa bao phải lắm. Anh xin lỗi các bạn. Anh yêu mỗi các bạn thôi. Anh quả tóc là chiều mới xong. Tóc phải có chiều xong. Thôi em ơi, đi ra ngoài nó giết em đó. Thôi.